Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Cảm ơn em đã theo dõi clip của Shop Trần Đạt rất là nhiều. Hôm nay giới thiệu cho anh em một cái gắp Dream Thái nha anh em. Thì tình trạng là gắp zin heo xe, không một lỗ một chỗ nào hết. Sơn thì có bạc màu, tùy theo anh em đánh giá thôi. Đạt thì Đạt thấy sơn thì cũng được, bạc thì cũng không tới nỗi quá bạc, nhưng mà đẹp thì cũng không phải là đẹp. Nhưng mà riêng gắp Dream Thái theo xe mà không mục nha anh em nha, không một lỗ, không hàn đắp nha, thì cũng gọi là ok, quá ok luôn. Thì riêng cái gắp Dream Thái mình có một cái hay là mình thấy là nó bấm điện khủng khiếp luôn, bấm điện rất là nhiều luôn nha, rất là đã nha. Đó đây, gắp Dream Thái nó bấm điện này, ghê không, khủng khiếp không. Này gắp theo xe nha, này anh em nhìn này, không một lộn một tí nào luôn nha. Đấy, cái này là chày sơn nha, không một lộn nha. Đó đây cũng vậy này, không một lộn một tí nào hết nha, hai bên rất là đẹp. Đó, nhìn thấy không, rất ok luôn. Thì cái gắp này đặt bán cho anh em mức giá cực kỳ tốt nha, 750 cho anh em luôn. Gắp này 750 thì thôi, anh em về anh em lời lút cán luôn, khỏi phải nghĩ nhiều nha. Gắp này giá 750, anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Bao anh em đúng đồ theo xe mà cực kỳ đẹp, nhìn cái dàn bấm điện này là anh em đủ hiểu cái chất cái xe nó tới đâu ha. Dàn bấm điện này thôi là anh em biết cái chất xe cỡ nào rồi. Đấy, rất là đẹp nha. Chung là theo mình thì ok. Cái gắp này quá ok. Còn theo anh em thì tùy anh em đánh giá, nhưng mà Đạt thì thấy cái gắp này về để anh em sử dụng nó quá ngon. Anh em nào cần liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.